Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, ai cũng biết rằng Giác Cát Lượng là thần cơ diệu toán, mưu trí tài tình, nhìn xa trông rộng. Ông được xem là kỳ tài kiệt xuất về quân sự của thời Tam Quốc. Có thể nói rằng trong dòng chảy của lịch sử thì ông được xem là một thời thông minh hiếm có. Và Khổng Minh có ba người anh em, cả ba người bọn họ vì muốn lưu lại huyết thống của nhà Gia Cát, sợ bị liên lụy với nhau nên liền tách ra vì Ngụy Thục Ngô mà công hiến, nhưng rốt cuộc vẫn gặp thảm cảnh diệt tộc. Thế nhưng nếu như đã bị nhổ cỏ tận gốc thì tại sao gia tộc Gia Cát đến nay vẫn còn hậu nhân? Vậy hậu duệ của họ đã làm thế nào để tồn tại? Tất cả sẽ được lịch sử Trung Quốc giải mã trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi! Hai người anh em khác của Gia Cát Lượng vì nhiều nguyên nhân về chính trị mà bị diệt tam tộc. Trong đó, Gia Cát Khác vì bảo thủ, dù quyền cao chức trọng, nhưng sau khi bại trận về nước đã bị Tôn Thị diệt tộc. Gia Cát Đản vì khởi binh chống lại gia tộc Tư Mã thống trị mà bị Tư Mã Chiêu diệt tộc. Gia Cát gia tộc bị diệt vong tại Ngụy Quốc, kết thúc sự tồn tại vào thời Tam Quốc. Ba anh em nhà Gia Cát tuy rằng khi còn sống một đời hào quang, vinh hiển nhưng chết đi cũng khá là thê thảm. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, nước Thục không thể cứu vãn đối mặt với nguy cơ diệt quốc. Con trai ông là Gia Cát Chiêm cùng cháu trai Gia Cát Thượng còn làm gương cho binh sĩ, không sợ hy sinh cùng nhau chống lại đại quân của Đặng Ngải. Hai người rơi vào cảnh yếu thế không thể địch lại quân mạnh như Đặng Ngải, chết trận nơi xa trường. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một người cháu trai khác của Gia Cát Lượng, không có tiếng tăm gì là Gia Cát Kinh. Gia Cát Kinh sở dĩ may mắn sống sót là bởi vì cậu khi đó vẫn còn nhỏ. Trong lúc cha con Gia Cát Chiêm chống lại địch, thì Gia Cát Kinh vẫn còn nằm trong tã lót. Có rất ít người biết đến sự tồn tại của Gia Cát Kinh, vì vậy mà trở thành hậu nhân duy nhất của nhà Gia Cát, xem như tránh khỏi một kiếp. Hậu duệ còn lại may mắn sống sót đã duy trì được huyết mạch của nhà Gia Cát truyền lại cho đến ngày nay. Chẳng trách mà người xưa lại rất coi trọng nhiều con nhiều cháu. Ở trong thời kỳ chiến loạn phân tranh, những tội danh liên quan đến diệt tộc của xã hội phong kiến, không cẩn thận liền có thể sẽ bị diệt cả dòng họ. Nhà Gia Cát cũng từng huy hoàng một thời trong lịch sử, nhưng chiến sự vô thường, cuối cùng suýt chút nữa cũng biến mất trong dòng chảy của lịch sử mà chẳng có được hậu nhân kế thừa. Quý vị thân mến, khi còn tồn tại, mặc dù không có số lượng thành viên đông đảo như những gia tộc khác, thế nhưng Gia Cát vẫn là một dòng họ được nhiều người biết đến trong lịch sử Trung Hoa. Trong số những nhân vật của gia tộc này, nổi tiếng hơn cả phải kể đến Gia Cát Lượng, vị thừa tướng quyền lực của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Thế nhưng ít ai biết rằng, dòng họ Gia Cát không chỉ có Khổng Minh là nhân tài duy nhất nổi danh, được lịch sử ghi nhận, và sự thực là dòng họ ấy từng được xem là một danh gia vọng tộc, sản sinh ra không ít kỳ tài ở đất Lang Nha từ châu khi xưa. Và để tìm hiểu rõ hơn những nhân tài đó, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu phần tiếp theo của chương trình. Dòng họ Gia Cát không chỉ có Khổng Minh là nhân tài duy nhất nổi danh được lịch sử ghi nhận, thế nhưng trên ông có một người anh trai tên Gia Cát Cẩn, dưới Gia Cát Lượng có người cháu tên Gia Cát Khác, cũng là một kỳ tài trong thiên hạ vào thời Tam Quốc. Thứ nhất là Gia Cát Cẩn. Thời trẻ, Gia Cát Cẩn đến kinh đô Lạc Dương học sách Mao Thi, Thượng Thư, Tả Thị Xuân Thu. Lúc mẹ mất, ông để tang rất có hiếu, thờ mẹ kế cũng rất cung kính, rất có đạo. Cuối thời Hán có loạn lớn, ông tránh loạn đến Giang Đông. Các em ông là Gia Cát Lượng và Gia Cát Quân khi đó còn nhỏ, ở cùng chú ông là Gia Cát Huyền. Gia Cát Huyền phục vụ dưới trướng quân phiệt Viên Thuật, từng làm thái thú dự trương trong một thời gian ngắn. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung chỉ xếp Gia Cát Cẩn vào nhóm những nhân vật thứ yếu. Thậm chí vài lần văn sĩ họ La cũng phóng bút, thêu dệt nhiều câu chuyện nhằm hạ thấp tài trí của Gia Cát Cẩn. Đầu tiên là việc Tôn Quyền bắt giam gia quyến Gia Cát Cẩn để ép ông sang Thục khóc lóc với Gia Cát Lượng nhờ xin hộ với Lưu Bị, nếu không gia quyến của ông sẽ bị hại. Vì Lưu Bị nhân từ nên trả lại ba quận cho Tôn Quyền để cứu gia quyến Gia Cát Cẩn. Thứ đến là chuyện Gia Cát Cẩn làm sứ giả sang Giang Lăng gặp Quan Vũ đề nghị làm thông gia với Tôn Quyền cùng liên minh chống Tào, nhưng Quan Vũ nóng nảy quát mắng và đuổi Gia Cát Cẩn về Đông Ngô. Dĩ nhiên, Gia Cát Cẩn trong chính sử đâu phải dạng nhân sĩ hèn kém như vậy. Chẳng qua là Quán Trung trong nỗ lực thần thánh hóa Gia Cát Lượng, Quan Vũ và chủ ý xìm hàng quan thần xứ Ngô nên mới vẽ ra biết bao chuyện không có thực như vậy. Theo sử liệu, năm 200, thủ lĩnh sang Đông là Tôn Sách qua đời, em là Tôn Quyền lên thay. Anh rể của Tôn Quyền là Hoàng Tư gặp Gia Cát Cẩn, rất ngưỡng mộ tài năng của ông, bèn tiến cử cho Tôn Quyền. Ông được Tôn Quyền đãi làm khách cùng Lỗ Túc, năm đó Gia Cát Cẩn 27 tuổi.
Sau đó, ông được Tôn Quyền phong làm trưởng sử, rồi chuyển làm trung tư mã. Năm 207, em ông là Gia Cát Lượng, khi đó cũng 27 tuổi, bắt đầu phục vụ cho sứ quân của Lưu Bị và trở thành nhân vật rất quan trọng trong tập đoàn Lưu Bị. Năm 208, sau trận Trường Bàn, Gia Cát Lượng làm sứ giả sang Đông Ngô để liên kết với Tôn Quyền cùng chống Tào Tháo. Tôn Quyền ngưỡng mộ Gia Cát Lượng, liền sai ông giữ Gia Cát Lượng lại để theo Ngô. Gia Cát Cẩn đáp rằng, em thần là Lượng, đem thân theo người ta, chức phận đã định, về nghĩa chẳng có hài lòng. Em thần không ở lại, cũng như thần không sang bên kia vậy. Vì vậy, Tôn Quyền thôi ý định dụ Khổng Minh và cũng rất tin tưởng lòng trung thành của ông. Gia Cát Cẩn là người nhã nhặn, được mọi người nể phục, Tôn Quyền rất coi trọng, thường hỏi các việc lớn. Cái hay của Cẩn trong việc cư xử vua tôi là mỗi khi can gián Tôn Quyền, ông thường không nói thẳng mà chỉ mang việc khác ra so sánh lợi hại, từ đó giúp Tôn Quyền từ từ hiểu ra. Năm 219, Gia Cát Cẩn đi theo Lã Mông đánh Quản Vũ. Trong trận này, kế hoạch áo trắng qua sông đánh úp lấy Kinh Châu của Lã Mông năm đó cũng có đóng góp trí tuệ của Gia Cát Cẩn. Sau đó, ông được phong Nghi Thành Hầu, làm Tuy Nam tướng quân. Không lâu sau Lã Mông qua đời, ông được Tôn Quyền cử thay Lã Mông làm Thái Thú Nam Quận, đóng ở huyện Công An. Năm 222, Gia Cát Cẩn truyền làm Tả tướng quân, coi việc quân ở Công An, ban Giả Tiết, phong Uyển Lăng Hầu. Năm 223, Gia Cát Cẩn, trong lần duy nhất cầm quân xung trận, đã lập công lớn khi cùng Đại tướng Phan Trường phối hợp đánh tan đại quân của Tào Chân ở Giang Lăng. Năm 229, Tôn Quyền xưng đế, phong Gia Cát Cẩn làm đại tướng quân, tả đô hộ, lĩnh chức dự châu mục. Năm 241, Gia Cát Cẩn qua đời, thọ 68 tuổi. Trước khi mất, ông lệnh cho người nhà dùng quan sơ dài, lấy áo thường mà niệm, các đồ táng phải tiết kiệm. Đúng là một đời thanh liêm, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng khiến người đời phải kinh phục. Gia Cát Cẩn dẫu tài năng không bằng Gia Cát Lượng, nhưng được đánh giá cao về đức hạnh, là một người liêm khiết, công tư phần mình, tuyệt đối trung thành, được Tôn Quyền nhiều lần đánh giá việc gì vào tay Tử Du, dù lớn hay nhỏ, đều vẹn toàn cả. Thứ hai là Gia Cát Khác. Ông là con cả của Gia Cát Cẩn, gọi Khổng Minh bằng chú. Đây cũng là một trong những nhân vật hiếm hoi của Đông Ngô, được Tam Quốc Diễn Nghĩa nhắc đến sau khi Gia Cát Lượng qua đời, bên cạnh những cái tên như Khương Duy, Trung Hội, Đặng Hải. Gia Cát Khác là người thông minh lanh lợi, có tài từ nhỏ, giỏi ăn nói, ứng đối hơn người. Gia Cát Khác hàng ngày thường tự đặt ra câu hỏi và tìm cách giải thích. Ông có tài nghị luận, ứng đối nhiều người không theo kịp. Tôn Quyền từ khi gặp Gia Cát Khác đã rất quý mến ông. Trong một buổi yến tiệc, Tôn Quyền đã hỏi Gia Cát Khác, Nguyên Tốn chấm hỏi Khanh, cha Khanh tài giỏi hơn hay thúc thúc của Khanh Gia Cát Lượng tài giỏi hơn? Gia Cát Khác lập tức đáp lời, dĩ nhiên là cha thần tài giỏi hơn. Tôn Quyền mới hỏi tiếp lý do vì sao, Gia Cát Khác lại đáp, thưa bệ hạ, cha thần biết chọn minh chúa mà thờ, trong khi thúc thúc của thần thì không, vì vậy cha thần tài giỏi hơn. Tôn Quyền rất hài lòng với câu trả lời, vừa có phần nịnh nọt nhưng lại hết sức thâm thúy. Ông bảo Gia Cát Khác mời rượu các vị lão đại thần khác, trong số đó có các vị quan trẻ tuổi nhưng có địa vị cao. Khi Trường Chiêu đến, Trường Chiêu đã từ chối uống rượu do Gia Cát Khác mời và nói, mời rượu bậc tiền bối như thế này thật không phải phép. Sau khi Trương Chiêu khước từ, Tôn Quyền lập tức bảo Gia Cát Khác, hãy mời ông ấy uống thầy chấm. Gia Cát Khác cầm rượu và tiến về phía Trương Chiêu rồi nói, thuở xưa, thừa tướng Khương Tử Nha dù đã ở tuổi 90, nhưng vẫn một tay vẫn cầm kỳ lệnh, tay kia thì cầm búa và không bao giờ tự nhận là lão nhân gia. Khi có chiến tranh, ngài luôn ở phía sau, khi có yến tiệc, ngài luôn đi trước. Như thế, liệu tiểu nhân có thất lễ với bậc tiền bối không? Trường Chiêu không biết phải đối đáp như thế nào nên đành phải uống rượu do Gia Cát Khác mời. Khi Gia Cát Khác đến đó liền, chia sai các tướng đem quân chặn chỗ hiểm, chỉ đóng giữ rào lũy, không ra giao tranh, đợi thóc lúa của địch sắp chín thì tung quân ra gặt hái, khiến cho địch không còn lúa giống. Lúa cũ đã hết, ruộng mới lại không gặt, dân thường ở yên, địch không vào cướp được, do đó dân trên núi đói khốn, dần dần ra hàng. Gia Cát Khác bèn hạ lệnh lại rằng, người trên núi bỏ điều ác theo giáo hóa, đều nên vỗ về, rời ra huyện ngoài, không được gây nghi ngờ, nếu có sẽ bắt giam. Có người bản địa là Chu Dụy không muốn rời núi, bèn khởi binh chống lại. Thuộc hạ của Gia Cát Khác là Hồ Kháng, bèn mang quân bắt trói Chu Dụy về phủ. Gia Cát Khác bèn khép tội Hồ Kháng chống lệnh và chém. Dân trong vùng thấy vậy biết chủ ý của ông, chỉ muốn dân rời núi chứ không phải chém giết, bèn cùng nhau rời núi ra ngoài ở. Sau một năm, số người xuống núi nhiều hơn dự định ban đầu. Năm 237, Đan Dương hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nước Ngô
và trở thành quận trọng điểm về cung cấp binh sĩ và lương thực cho quân đội nước Ngô. Tôn Quyền bèn giao cho Gia Cát Khắc 1 vạn người, còn lại chia cho các tướng quản lý. Nhờ công lao đó, Gia Cát Khắc được thăng làm uy bắc tướng quân Đô Hương Hầu. Năm 243, Gia Cát Khắc lên kế hoạch tấn công thành Thọ Xuân của Tào Ngụy và ra lệnh cho binh sĩ trong tư thế sẵn sàng công thành bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi biết tin danh tướng của Ngụy là Tư Mã Ý đã mang viện binh đến Thọ Xuân và chuẩn bị giao tranh với quân Ngô, Tôn Quyền đã ra lệnh cho Gia Cát Khắc phải lập tức lui binh để tránh thiệt hại cho quân Ngô vì Tư Mã Ý là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Từ lúc đó trở đi, danh tiếng của Gia Cát Khắc ngày một lớn hơn vì ông dám đối đầu với một danh tướng như Tư Mã Ý. Một người cầm binh như thế, sao có thể bị một tên tướng giữ thành như Trương Đặc dùng chút kế mọn lừa gạt như một đứa con nít 3 tuổi được? Tài hoa bộc lộ, sự tán dương của mọi người khiến Khắc đắm chìm trong thanh vọng, lại chưa từng chiến bại. Bởi vậy khi đánh Tân Thành bất lợi, dù Sái Lâm hiến kế Gia Cát Khắc cũng chẳng nghe. Lại nữa, bởi giỏi tài biện bác, không ai có thể khuyên can. Đang giận khuyên Gia Cát Khắc đừng đánh Ngụy, bị Gia Cát Khắc phản bác. Tưởng Diên can ngăn thì bị đuổi. Niếp Hữu vốn giỏi tài ăn nói cũng không khuyên được ông, mà lão thần Lã Đại từng răn dạy ông phải suy nghĩ kỹ càng cũng bị ông biện bác không thể đáp. Không nghi ngờ gì, thất bại tại Tân Thành là lần thất bại to lớn đầu tiên đả kích vào sự kiêu hãnh của Khác. Vì thế, ông chỉ mong chứng tỏ tài năng của mình, chứ nào quan tâm đến những chuyện khác như binh sĩ đã mỏi mệt. Tam Quốc Chí viết, quân sĩ bệnh tật, vứt qua đầy đường, có kẻ đâm đầu xuống hang hố, có kẻ lại bị bắt cướp, sống chết buồn giận, lớn nhỏ kêu than. Vậy mà Gia Cát Khác chỉ lo đổi quân vệ, dùng người thân của mình, rồi lệch sửa quân, muốn hướng đến miền Thanh Châu, Từ Châu. Tháng 8 năm 253, Gia Cát Khắc về tới Kiến Nghiệp. Ông rất tức giận vì trong thời gian đi vắng đã có một số quan chức bị thay đổi. Vì vậy, bèn cách chức hết những người được bổ nhiệm trong khi ông ra trận, lập lại trật tự như cũ. Vì vậy, rất nhiều người sợ Gia Cát Khắc. Ông thay quân túc vệ, cho người thân tín của mình vào, rồi lệnh cho toàn quân chỉnh đốn chuẩn bị phát binh đánh Tào Ngụy báo thù, tiến vào Từ Châu và Thanh Châu. Người trong hoàng tộc là Tôn Tuấn, cháu Tôn Tĩnh, em Tôn Kiên, nhân lúc Gia Cát Khắc mất lòng người, bèn nảy ý định lật đổ ông để thay thế. Tháng 10 năm 253, Tôn Tuấn bày mưu cùng vua Ngô Tôn Lượng, mở tiệc rượu và mời Gia Cát Khắc đến. Thủ hạ của ông là Trương Ước, Chu Ân, Đằng Giận thấy có vẻ bất thường nên khuyên ông không nên đi. Nhưng ông không nghe, cho rằng không ai làm gì nổi mình. Gia Cát Khắc đeo kiếm vào điện và uống rượu, có Trương Ước đứng hộ vệ. Uống được nửa chừng, Tôn Lượng đi ra, Tôn Tuấn cũng lấy cớ ra nhà tiêu, thay bộ đồ áo ngắn rồi bất ngờ ra lệnh cho quân đao phủ và bắt Gia Cát Khắc theo chiếu lệnh. Gia Cát Khắc không kịp trở tay, bị Tôn Tuấn chém, Trương Ước rút gương chém vào tay Tôn Tuấn, làm Tuấn bị thương. Thủ hạ của Tôn Tuấn là Chu Tuấn cũng rút gươm chém vào tay Trương Ước, quân đao phủ ùa vào giết chết ông và Trương Ước. Quý vị thân mến, hai nhân tài truyền nhân thuộc dòng họ Gia Cát sánh ngang với Gia Cát Lượng đó là: thứ nhất đó là Gia Cát Cẩn, thứ hai đó là Gia Cát Khắc, đều là những kỳ tài góp nhiều công lao trong thời đại Tam Quốc. Quý vị nghĩ sao về những nhân vật lịch sử này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!